Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, sau phần tin, tổng hợp tình hình tai nạn giao thông trong tháng 11 và tình trạng tài xế dừng đỗ xe ăn cơm dọc hành lang gây ách tắc giao thông, là bài phản ánh vi phạm khi bật đèn pha, còi to trong khu đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban An toàn giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm diễn biến phức tạp. Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 25 người. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 136 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 107 người. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 1 vụ, bằng số người chết, tăng 16 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia giao thông chưa đúng quy định luật giao thông đường bộ. Trên quốc lộ 39A đoạn ngã tư thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tình trạng các tài xế xe tải dừng lại ăn cơm, phải đậu xe dọc đường, không những gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đây là tuyến đường có lượng phương tiện qua lại đông đúc, thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ trưa và từ 18 giờ đến 20 giờ tối hàng ngày. Các xe container, xe trọng tải lớn dừng đỗ ngay trên đường để vào quán ăn, khiến lòng đường bị thu hẹp, gây cản trở các phương tiện lưu thông. Nguy hiểm hơn, một số nhân viên của quán cơm còn đứng ngay dưới lòng đường để mời chào khách, trong khi các phương tiện qua lại đang di chuyển với tốc độ cao, rất dễ xảy ra tai nạn. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra cũng như xử lý các xe không đúng quy định để các phương tiện được lưu thông an toàn. Thời gian gần đây có nhiều ý kiến bức xúc về tình trạng ô tô độ còi, đèn chiếu sáng phía trước với cường độ sáng lớn, gây lóa mắt, nguy hiểm cho phương tiện đi ngược chiều, nhất là tình trạng thiếu ý thức bật đèn pha sáng chói trong khu đô thị. Thực tế hiện nay, khi người tham gia giao thông trên các tuyến đường, thậm chí trong khu đô thị rất hay gặp phải tình trạng những xe ô tô tải lắp hệ thống còi rất to, nhất là những xe trọng tải lớn. Không chỉ việc lắp còi kêu to, các loại xe này còn lắp các hệ thống đèn siêu sáng để chạy vào ban đêm. Nhiều lái xe lâu năm trong nghề đều bày tỏ ý kiến phản đối việc bật đèn pha cho khu dân cư sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn về hướng đường phía trước với lái xe ngược chiều. Tôi tham gia giao thông là rất là bức xúc về cái vấn đề là xe tải, xe ben có trọng tải lớn tham gia giao thông là họ không bật pha cốt xuống, họ lắp những cái còi có thể là người đi xe máy gần là người ta hoảng giật mình, nhất là phụ nữ là các người có tuổi, còi inh ỏi nhất là trong phố xá, họ đi rất nhanh và ẩu. Đèn LED, đèn xenon có ánh sáng trắng hoặc xanh, cường độ sáng gấp nhiều lần so với đèn xe nguyên bản thiết kế, nên các xe độ loại đèn này nếu lưu thông trên đường, người điều khiển các phương tiện chạy ngược chiều khác rất khó chịu vì bị lóa mắt, khó quan sát, thậm chí mất phương hướng, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn, va chạm giao thông cao. Khi đi trong phố, nhiều người cũng dễ dàng gặp cảnh ô tô sử dụng còi to hay bật đèn pha tùy tiện không đúng cách. Chủ xe chạy ngược chiều cảm thấy bị chói mắt, ức chế và tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông sẽ cao hơn. Điều có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều chập choạng và những lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông. Hành vi này thậm chí còn xảy ra phổ biến trong đô thị, khu vực đông dân cư, khiến cho người tham gia giao thông ngược chiều bị chói mắt. Đặc biệt đối với phương tiện xe máy, xe đạp rất dễ bị lóa, tự gây tai nạn. Nhiều khi là xe toàn cái bật cái đèn gì mà sáng chói cả lên nguy hiểm lắm, cảm thấy là đi rất sợ, coi như cái đèn sáng chói nó dọi luôn ở mắt ấy. Việc xe ô tô hoặc xe máy gắn thêm đèn LED là vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, rất nhiều phương tiện vẫn lắp loại đèn này và bật hết cỡ vào ban đêm, gây bức xúc cho các loại xe đi ngược chiều, nhưng hiếm khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý theo quy định, nhất là trong thời gian tổ chức được cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phương tiện không đảm bảo an toàn điều kiện kỹ thuật khi tham gia giao thông.
Chương trình an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.